Và sau phần B là luyện tập. Bài 1. Tính hợp lý nếu có thể. Câu A. Mở ngoặc trừ 8 phần 15 đóng ngoặc nhân với mở ngoặc trừ 30 nhân với mở ngoặc 15 phần trừ 8 rồi nhân với 9 phần 10. Tính hợp lý nếu có thể. Thì trong câu A này thì ta có tích mà là 4 nhân tử, trừ 8 phần 15, trừ 30, 15 phần trừ 8 và nhân với 9 phần 10. Thế bài này ta có thể tính hợp lý được, bởi vì là phép nhân chúng ta có thể sử dụng được. Phép nhân tính chất, có tính chất giao hoán đúng không ạ? Thế mà 8 phần 15 và 15 phần trừ 8 thì đây là hai số hữu tỉ là nghịch đảo của nhau đúng không? Thế mà nghịch đảo của nhau thì tích của chúng ta đã biết là bằng mấy rồi? Bằng 1. Vậy thì chúng ta sẽ tính hợp lý. Ta sẽ viết được bằng là trừ đi 8 phần 15 nhân với 15 phần trừ 8 giao hoán kết hợp lại rồi nhân với lại gì, trừ 30 nhân với 9 phần 10 mở ngoặc trừ 30 nhân 9 phần 10 kết hợp hai cái này. Ở trong cái ngoặc thứ nhất là bằng 1 rồi. Còn ngoặc thứ hai thì kết quả là gì? Trừ 30 chia cho 10 được 3. Vậy kết quả của ta là gì? Trừ 27. Câu B. Mở ngoặc 2 1/18 2 1/18 nhân với 2 3/24 nhân với 9 3/7 đóng ngoặc chia cho mở ngoặc trừ 15 1/48 Thì đến câu này ta thấy rằng là có cái ngoặc thứ nhất này, trong ngoặc thì gồm có 3 nhân tử, chia cho cái ngoặc thứ hai thì trong ngoặc là 1 nhân tử thôi, tức là một số hữu tỉ. Thế nhưng trong cái ngoặc này ta thấy là có hỗn số, vậy thì cái hỗn số này ta phải đổi ra phân số nhé. 18 nhân 2 là 36, cộng với 1 là gì? 37 phần 18. Bước 1 thì ta cứ đổi ra đã. Và đây là chia cho cái số hữu tỉ này thì ta thực hiện là nhân nghịch đảo, tức là bằng 48 nhân với 48 trên trừ 15. Nếu vậy trong bước thứ nhất là ta đổi ra hỗn số và chỗ này ta nhân nghịch đảo. Bước thứ hai thì trong cái ngoặc đơn này người ta nhìn thấy rằng là chúng ta thấy là có thực hiện được gì, phép tính gì, giao hoán nhá. Ta viết 37/18 nhân với 9/37
rồi được bao nhiêu nhân với 23/24, và đây là phép nhân rồi thì nhân với 48 trên trừ 15, thì 48 trên trừ 15 thì chỗ này ta sẽ đưa về là gì, nhân với trừ 48 trên 15, đưa về mẫu dương này. Phần này ta có thể cho vào cái, đây là phép nhân rồi đúng không ạ? Vâng. Ở đây ta tính là 37 rút gọn hết, kết quả chỗ này là gì? Còn lại 9/8 nhân với, ở đây là 9/18. Đấy, sửa lại chỗ này nhé. 9/18 nhân với 23/24 nhân với trừ 48/15. Đến đây trong tích là thấy là có 3 nhân tử mà lại có một dấu âm. Vậy thì kết quả của chúng ta là âm, vậy ta đặt dấu trừ này đằng trước này trước. Được chưa? À. Thế sau đó thì chúng ta mới viết các cái phân, các cái số hữu tỉ này hay các cái phân số này là không còn dấu âm nữa. À. 9/18 thì ta rút gọn đi được bằng bao nhiêu? À, 1/2. Đây là 48/24 thì ta rút gọn đây là còn 2, phải không ạ? Vậy đây là 23/1 nhân với 2/15. Được chưa? À, ta rút gọn cái này cho 24 thì cái này là còn 2. Và sau khi đến đây nữa rồi thì ta lại có được là 22 này rút gọn hết, vậy còn thì kết quả là trừ đi gì? 23/15. Thì trong cái phần tính toán chúng ta nên viết đầy đủ nhá. Câu C. A bằng cái phân thức thứ nhất, phân số thứ nhất tử là 0,8 cộng với 4/7 trừ đi 4/9, mẫu là 0,3 cộng với 3/14 trừ đi 3/18 cộng với phân số thứ hai mà tử là 0,23 trừ 3,5 cộng 2/7 mẫu là 0,69 trừ 10,5 cộng 6/7. A bằng 0,8 cộng 4,7 trừ 4/7 trừ 4/9 trên 0,3 cộng 3/14 trừ 3/18 cộng với 0,23 trừ 3,5 cộng 2/7 trên 0,69 trừ 10,5 cộng 6/7. Thì khi gặp một cái biểu thái thức mà rất là cồng kềnh như thế này thì trước hết là chúng ta phải có nhận xét. À. Ta nhìn thấy là đây là 4/7, đây là 4/9. À, tử của hai cái phân số này đều là 4 cả. Đây là 0,8. Vậy thì cái số thập phân này ta sẽ đổi ra là bao nhiêu? À, là 8/10. À, 8/10 đúng không? Và 8/10 rút gọn đi là 4/5. Thế còn ở dưới này đây ta viết được thành là gì? 3/10. Thì đều có số 3 cả. Vậy ta dùng cái tính chất là phép nhân phân phối đối với phép cộng và phép trừ theo chiều ngược lại thì đều có 3, thì ta đưa 3 ra ngoài
không ạ? Ở trên này đều có 4 thì đưa 4 ra ngoài để ta nhận xét. Thì trong một cái phân số thì nếu như mà có những cái thừa số hay là các nhân tử của tử và mẫu giống nhau thì ta có thể rút gọn đi đã, sau đó mới thực hiện các tính sau nhé. Thì chúng ta dùng cái nguyên tắc đó và cái nhận xét vừa rồi để ta làm đối với bài tập này. À, ta biết A bằng bước 1 là 0,8, ta sẽ viết dưới dạng phân số là 8 phần 10 nhưng ta rút gọn đi là gì? À, 4 phần 5. Bởi vì thấy hai cái phân số sau đều có tử số là 4 nhé. À, cộng với 4 phần 7 trừ đi 4 phần 9. Còn ở mẫu này thì tử đều là 3 cả. Đúng không ạ? Thì ta viết là 3 phần 10 cộng với 3 phần 14 trừ đi 3 phần 18. Phân số thứ hai. Phân số thứ hai thì ta thấy là đây là số thập phân và đây là phân số. Và đây cũng là hai số thập phân và đây là phân số. Thì chúng ta có đổi cái số thập phân này ra phân số như là ở cái phân số thứ nhất này hay không? Thì ta phải có nhận xét đã. Ở đây là có 2 phần 7 và đây là 6 phần 7. Thế 2 phần 7 với 6 phần 7 thì 6 phần 7 nó gấp 2 lần, à gấp 3 lần 2 phần 7 đúng không? Có phải không ạ? Vậy ta xem cái 10,5 thì lại gấp 3 lần 3,5 đúng không? À, còn 0,69 thì gấp 3 lần 0,23. Vậy thì ở trên tử này ta giữ nguyên. Và ở dưới này chúng ta thấy là gì? À, ta sẽ viết 0,69 bằng 3 nhân với 0,23. 10,5 thì bằng 3 nhân với 3,5 và 6 phần 7 bằng 3 nhân với 2 phần 7 nhé. Như vậy thì cái phân số thứ hai tử viết nguyên là 0,23 trừ 3,5 cộng 2 phần 7. Còn mẫu này thì ta sẽ viết được là 3 nhân với 0,23 trừ đi 3 nhân với 3,5 cộng với 3 nhân 2 phần 7. Đấy. Sau đó ta dùng phép nhân phân phối đối với phép cộng, phép trừ theo chiều ngược lại. Thì cái A của chúng ta sẽ viết được bằng 4 ra ngoài, trong còn 1 phần 5 cộng 1 phần 7 trừ 1 phần 9. Thì ở chỗ này ta lại có được là 3, đây là viết là 2 x 5 rồi 2 x 7 rồi 2 x 9 đúng không? Vâng. Vậy thì tôi sẽ đặt ra ngoài là 3 phần gì? 3 phần 2. Này ta sẽ viết được phân số 3 phần 2 nhân với phân số 1 phần 5 đúng không? Vâng. Đây là 1 phần 5 cộng 1 phần 7 trừ 1 phần 9 cộng với trên tử giữ nguyên tôi cho vào trong ngoặc. Và mẫu này đưa 3 ra ngoài nhân với 0,23 cộng 2 phần 7. Sau đó đấy thì trong phân số này thì tử có cái ngoặc này, mẫu có ngoặc này ta rút gọn đi đã, phải không ạ? Và như vậy A bây giờ sẽ bằng gì? Bằng 4 mà chia cho 3 phần 2. 4 chia 3 phần 2 cộng với cái này rút gọn đi rồi thì ta ngầm hiểu là đây là có con gì? 1 ở đây, phải không ạ? Tức là cộng với 1 phần 3. Đây phép chia là 4 chia cho 3 phần 2 thì ta thấy là 4 nhân với 2 phần 3 tức là bằng gì? 8 phần 3 cộng 1 phần 3 bằng 9 phần 3 và kết quả bằng gì? Bằng 3 nhé.